Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc đó sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh chị em họ hàng của ông không phải là các ông Giacôbê, Giôsuê, Simon và Giuđa đó sao? Và tất cả chị em họ hàng của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế và họ vấp ngã vì người? Nhưng Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chính ở quê hương của mình và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không làm được nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Kính thưa cha xứ, kính thưa quý ông bà và anh chị em, các dì, các sơ. Câu cuối cùng của bài tin mừng này hôm nay nói rằng Chúa Giêsu đã không làm được nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Vậy không làm được nhiều thì có làm được ít đâu. Không làm được nhiều có nghĩa là làm được ít, chứ không phải là không làm được nha. Cho nên chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Mặc dầu là những người quê hương của Ngài không đón nhận Ngài, cho nên Ngài không làm được nhiều phép lạ tại đó. Vậy thì nghĩa là có làm mà không nhiều thôi thì là ít. Đó. Vậy thì tại sao Chúa Giêsu không làm được nhiều phép lạ tại quê hương của Ngài mà chỉ làm được ít thôi? Bài tin mừng này nói sau khi Chúa Giêsu thành danh nổi tiếng chỗ nọ chỗ kia rồi, như kiểu là lấy được bằng cấp rồi, bảo vệ luận án sùng beng sùng biếc ở châu Âu hay ở Mỹ về rồi, mấy cái tưởng lấy đăng bằng này ngon về quê. Vừa về một cái con chiên sứ cha nhủ hồi xưa đi ca đoàn cùng có cái gì lạ đâu, hát còn thua tơ, mà bây giờ về bày đặt đòi làm ca trưởng rồi hướng dẫn cả tổng giáo phận Sài Gòn. Thế thì hồi xưa ở ca đoàn này cơm cháo gì đâu, nhưng mà nó học 7-8 năm, học với đủ thầy nọ thầy kia, nó phải hơn chứ. Thì lại cứ nghĩ là ông Heraclit, ông nói rằng không ai tắm mình hai lần trên một dòng sông. Thời gian thay đổi, con người thay đổi thì phải cho người ta thay đổi chứ. Mình cũng già đi rồi, mình cũng tệ hơn rồi, mà không cho mấy đứa trẻ nó lớn lên làm sao? Cho nên hôm nay các gia đình trẻ và các thanh thiếu niên, trong cái lễ thứ 6 đầu tháng, chúng ta suy nghĩ về điều đó. Vậy thì mình phải để cho người khác lớn lên. Và Chúa Giêsu sợ dĩ về quê Ngài không làm được phép lạ bởi vì những người quê hương của Ngài không tin, không đón nhận khả năng của Ngài. Chúa Giêsu con người bằng xương, bằng thịt, mà còn bị mấy người làng quê ở Nazareth khinh, chê, rồi bắt chẹt đủ đàng và bách hại. Nói theo cái ngôn ngữ nhà đạo chúng ta là bách hại. Vậy thì điều đấy nhắc nhở cho tất cả chúng ta, những người ngồi trong lòng nhà thờ đây, cũng những người ngồi bên cạnh vệ đường nhà thờ, nhắc nhở cho chúng ta một chuyện. Chúa Giêsu cũng bị bách hại, thì giáo hội cho dù có tốt lành thánh thiện đến mấy, có đoàn hoàng tri thức, có tử tế đi mấy như cha xứ của quý ông bà anh chị em, cũng sẽ bị nó bách hại à? Tránh sao được? Cho nên mấy bữa nay chúng ta thấy là nước Pháp gọi là trưởng nam hay trưởng nữ của hội thánh, học lại lịch sử giáo hội. Nước Pháp là một nước mà gọi là được nhúng bởi nền văn minh Kitô giáo, văn hóa Kitô giáo. Và nước An Nam của chúng ta hồi xưa, mà bây giờ gọi là Việt Nam, nhờ có đạo là rất nhiều là do các thừa sai mép đến từ Pháp truyền giáo cho đất nước chúng ta. Vậy mà cái đại hội Olympic năm 2024 hôm nay, họ cái lúc mà biểu diễn cái màn khai mạc đấy,
họ lấy cái bức gọi là tương tự như là bữa ảnh bữa tiệc ly của nổi tiếng của Leonardo da Vinci ông vẽ. Không biết là cái người đạo diễn họ có cố ý như vậy không, mình không biết, chỉ có Chúa mới biết ý người ta. Nhưng mà ít nhất đứng về phương diện chúng ta nhìn, cách nào đấy có vẻ tiếng Anh gọi là mocking, gọi là châm biếm Công giáo, châm biếm Kitô giáo, chính thống giáo, Anh giáo, Tin lành, Công giáo. Cái chuyện họ châm biếm là chuyện của họ. Nhưng mà chuyện của chúng ta, chúng ta thấy một nước Pháp được nhúng trong truyền thống văn hóa Kitô giáo, tại sao bây giờ lại có hiện tượng đấy xảy ra? Tại sao? Chả có gì ngạc nhiên, thưa quý bà anh chị em. Gần 2.000 năm trước, thầy của chúng ta hôm nay bài tin mừng làm sao? Cũng bị bách hại y chang như vậy. Một Giê-xu con người hiện diện ở đó, vừa làm phép lạ, vừa chữa bệnh, làm đủ thứ mà còn bị như thế, bị dân làng của Ngài khinh thường, thì chuyện giáo hội 2.000 năm và chúng ta từ giờ đến cho tận thế, chúng ta vẫn bị bách hại. Nhưng câu hỏi này, tại sao người ta lại bách hại Kitô giáo nói chung và đặc biệt Công giáo nói riêng? Trên thế gian này chưa có tôn giáo nào, chưa có cái hội thánh tôn giáo nào đó mà bị bách hại nhiều bằng Công giáo chúng ta hết đâu. Ngay trong cái nước Việt Nam nhỏ nhỏ chúng ta thì có mới chưa đến 7% Công giáo, khốn khổ nữa. Tại sao vậy? Các sơ giúp con trả lời cái, không thì con sẽ nhờ bố Tùng đấy. À, tại sao? Không là nhờ em hát solo vừa giờ đấy. Con là gốc gác ở đâu con? Gia Lai. Con cứ ngồi yên đi. Thế là, nhưng mà sao cha nghe con giọng Hà Nội đặc sệt vậy? Gốc Bắc. À, cho nên khi nào nha, giả sử như cha, giả sử thôi chứ can đoan ở giáo xứ công lý này tốt lành thánh thiện lắm, có mấy anh mấy chị cười, cha cũng cười mà, con này giọng Hà Nội mà sao nó hát hay vậy? Nếu giả sử như sau này ai mà con nói này, nó chê là cái này dân Bắc Kỳ, giọng Bắc khởi chua quá, không có sợ. Bởi vì khi mà người ta mình phải có cái gì đó người ta mới chê, chứ còn nếu mà mình dở người ta có chê không? Cho nên Chúa Giê-xu mà không phải một tiên tri, không phải một ngôn sứ, không phải là người mà làm được phép lạ, làm được nhiều điều tốt lành, về quê nó có ngó không? Có lâu. Con chạy cái xe BMW, xe bố mẹ, hay là con đi một cái xe, con một đoàn hộ tống đằng sau vừa về cái làng Đắk Lắk của con xuống xe một cái. Ôi, con này mới lên Sài Gòn có mấy năm gì mà nó ở đâu mà nó kinh khủng thế. Chắc là nó đi rồi cướp tiền nhà băng nó mới được như vậy. Mà không ngờ tại vì con học giỏi, con làm ở công ty rồi, con có xe, con chạy về thì người ta, tại vì con phải hơn họ thì họ mới làm sao? Họ mới chê bai, họ mới bách hại, họ mới nói xấu, họ mới vu oan, họ mới giám họa đủ điều. Vậy Chúa Giê-xu đứng ở phương diện tích cực, Ngài phải là một vị ngôn sứ vĩ đại, làm được nhiều điều tốt lành thì dân làng Nazareth họ mới gọi là ghen tị với nói chuyện nọ chuyện kia. Cho nên khi nào chúng ta bị ghen tị, bị đố kỵ, tạ ơn Chúa, con phải có cái gì đó người ta mới như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta phải nhìn ở tích cực, Chúa Giê-xu có được cái đó. Nhưng bây giờ hỏi này, vậy thì Chúa Giê-xu có cái gì mà tại sao 2.000 năm nay người ta vẫn không ngừng bách hại giáo hội Công giáo chúng ta? Có cái gì vậy? Con hát hay thì hết, con về nhà con ngủ, mấy chị khác hay mấy bạn khác kệ con chứ đâu có gì dai dẳng ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác đâu. Mà tại sao 2.000 năm nay giáo hội của chúng ta luôn luôn bị bách hại? Như nước với lửa, lời của Chúa gọi là xuyên thấu tâm với can, cốt với tủy. Trong tin mừng Thánh Gioan nói như thế này: người đã đến nhà và người nhà không chịu đón nhận, mà ai đón nhận Ngài thì được sự sống đời đời, ai không đón nhận Ngài thì sẽ bị lên án. Lời của Chúa là lời sự sống. Cho nên đây có nhiều gia đình trẻ, nhiều bạn trẻ, cha nói nè, cách đây 2 tuần cha dẫn một nhóm, hôm mà nhà thờ này gọi là mừng kỷ niệm mà 25 năm đây này, thì cha phải dẫn khoảng chừng 40 bạn thanh thiếu niên, như mấy bạn này thanh niên
đi cắm trại ở dưới Đồng Hòa, Cần Giờ. Thì có một anh chàng, bây giờ anh ta là giám đốc công ty mà viết mấy cái app phần mềm á, nó giỏi lắm. Anh ta mới vào đạo mà anh ta trả lời như thế này: thưa cha, tuổi đời con là 32, nhưng tuổi đạo con mới có 2 năm 7 tháng. Anh ta nói câu như thế này: thưa cha, trước khi con vào đạo thì con thề rằng không bao giờ lấy con gái có đạo. Một anh chàng rất giỏi và có đầy tài năng. Anh ta bảo: trước khi con đi tìm hiểu những bạn gái mà bạn nào có đạo thì con bảo nhất khoát không lấy người Công giáo. Nhưng mà con thương một cô kia, sau đó là hai đứa không hợp nhau. Nhưng mà trong thời gian thương thì cô ta bảo: anh muốn lấy tôi thì anh phải theo đạo, con đi học đạo và con theo đạo. Mà con theo đạo được một mấy tháng thì con với cô ta khám phá ra là không hợp nhau, cho nên vẫn đường ai nấy đi. Nhưng mà bây giờ cha biết chuyện gì không? Con thề, anh ta dùng cái từ thề nha, không nên chúng ta không nên đưa mấy cái chuyện nhỏ nhỏ này ra thề. Con thề với cha và các bạn ở đây, con chỉ lấy vợ người có đạo, chứ không có đạo là con không lấy. À, trước khi chưa theo đạo thì bảo thề không lấy vợ không có đạo, còn khi theo đạo rồi thì bảo thề không lấy vợ không có đạo. Thế bảo này, tại sao anh thay đổi 180 độ vậy? Anh ta bảo: thưa cha, khi mình là một người Công giáo, mình có những cái chọn lựa nó đòi hỏi khó lắm cha. Mà nếu không có đức tin như chúng ta thì họ không thể hiểu được và không thể sống được. Vậy thì cái lời của anh Tân Tòng mà mới 2 tuổi 7 tháng tuổi đạo này, anh ta nói trở lại cái chuyện mà tại sao Chúa Giêsu về làng quê cũng như giáo hội Công giáo chúng ta 2000 năm nay luôn luôn bị bách hại, là bởi vì giữa chọn lựa, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự thiện và sự ác. Mà nếu chúng ta chọn sự thiện thì ngay lập tức sự ác nó ghét chúng ta. Tại sao Olympic năm 2024 đưa ra những cái chuyện hình ảnh lố lăng rồi tự do quá trớn vậy? Bởi vì người Công giáo bảo không, Thiên Chúa dựng nên nam nữ không có chuyện tùm lum tùm la được, không có chuyện hai anh đực vịt, hai con vịt rời mà bảo thành vợ thành chồng được, hai con ngựa bảo là thành vợ thành chồng được, không không. Không thể. Các bạn có thấy hai con vịt cái nào nó ở dưới nước kia nó đi với nhau đâu? Rồi các bạn có thấy hai con ngựa đực nào nó đi với nhau không? Tự nhiên là con vật nó đã là phải nam với nữ rồi, mà con người lại thấp hơn con vật là làm sao? Giáo hội Công giáo bảo không. Mà tại sao người ta tấn công giáo hội Công giáo nhiều như vậy? Bởi vì giáo hội Công giáo là thành trì cuối cùng. Thành trì cuối cùng, một khi mà đánh gục cái thành trì cuối cùng là chiếm luôn rồi. Cho ba thù thế gian bây giờ, nhất là ma quỷ, nó mà chỉ đánh gục giáo hội Công giáo là nó chiếm trọn. Cho nên nó tìm đủ mọi cách 2000 năm nay. Vậy thì tất cả chúng ta, những người Công giáo này, chúng ta nhớ một nguyên tắc này: khi nào mà chúng ta bị bách hại, chứng tỏ chúng ta đăng đồ xịn, đăng hàng ngon, đăng đồ tốt, nó mới bách hại. Còn khi nào mà không bách hại thì mình đồng hóa, mình bị người ta đồng hóa và đồng lõa với người ta rồi. Cho nên nhớ, anh chị em nhớ nha, khi nào giáo hội càng bị bách hại, chứng tỏ chúng ta đang sống giới răn của Chúa, giữ giới luật của Chúa, cho nên không sợ. Nhưng đâu là thái độ của chúng ta? Hôm nay Chúa Giêsu có đứng lên ném đá công kích lại không? Chúa Giêsu mà đứng lên hô một cái mấy thằng chống đối tao à, cầm hết, là nó có bị cầm không? Cầm ngay. Chúa Giêsu bảo cho chúng mày ốm 3 ngày cho chúng mày khiếp, khỏi thế nọ thế kia, khỏi nói xấu tao. Chúa có làm vậy không? Không. Vậy thì đứng trước các cuộc bách hại, người Công giáo chúng ta như Chúa Giêsu, Ngài vẫn làm phép lạ. Nhưng mà ai đón nhận thì Ngài làm, còn không đón nhận thì làm sao? Ngài đi các làng khác, các nơi khác, mời gọi anh chị em một chuyện: khi chúng ta gặp chống đối, nhất là bị bách hại, cách khôn ngoan nhất là đừng có, bây giờ ai mà có Facebook như anh Tùng á, thì để cái ảnh tiệc ly lên thì được, rồi ban truyền thông giáo xứ công lý thì kệ, để ảnh tiệc ly lên thì được.
còn không vào tranh biện, không vào tranh cãi. Việc tôi để cái ảnh tiệc ly lên là đã hiểu rồi. Còn tôi cãi, không vào comment, mày là quân du rêu, mày là súng sao hoàng không. Chuyện đấy chuyện của họ. Còn chuyện của chúng ta hãy là ánh sáng. Và ánh sáng thì ngay lập tức chúng ta đẩy lùi bóng đêm tội lỗi. Cho Chúa Giêsu hôm nay cũng vậy này. Ai đến với Ngài, Ngài vẫn thiên giáng phúc. Ngài không làm được nhiều phép lạ, nhưng mà có làm không? Có ít. Vậy thì những ai mà chúng ta đến với những người thiện tâm, chúng ta nâng đỡ họ, vẫn làm được những phép lạ. Đấy là cái chi tiết đầu tiên chia sẻ với anh chị em, các gia đình trẻ, để các anh chị em về giáo dục con cái của mình. Chúng ta đang bị bách hại, chứng tỏ chúng ta đang đi đúng đường lối của Chúa. Còn khi nào mà chúng ta y chang như chỗ nọ chỗ kia thì hỏng rồi. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai, tại sao chúng ta hay gọi là, con tạm dùng cái từ gọi là dựa theo sơ yếu lý lịch mà đánh giá người khác. À, ông này tiến sĩ, ngon, cho mày làm giám mục cho mày chết luôn con ạ. Nhưng mà thật ra ông có năng khiếu lãnh đạo đâu, ông không có ơn, ông chỉ có chuyên môn thôi. À, đi học về à, cho mày làm bề trên cho mày mau chết con ạ. Mà không có cái ơn, người ta chỉ học một cái chuyên môn thôi. Vậy thì chúng ta hãy nhìn vào, đừng đánh giá người khác vào sơ yếu lý lịch. Hôm nay dân làng Nazareth đánh giá Chúa Giêsu dựa vào cái gì? Sơ yếu lý lịch. Bố là Giuse, mẹ là Maria, anh em họ hàng cùng quê quán, thì lấy đâu mà giỏi, lấy đâu mà khá. Chúng ta chỉ quen biết người khác, nhớ nha, chúng ta chỉ quen biết người khác chứ chúng ta không biết họ. Chúng ta chỉ quen biết người khác chứ không biết họ. Bởi vì sao dùng cái từ như vậy? Dân làng Nazareth chỉ quen biết Chúa Giêsu chứ không biết Chúa Giêsu. Hỏi cha xứ của quý bà anh chị em, động từ biết trong Kinh Thánh là Chúa Giêsu, trong sách ngôn sứ Isaiah nói như này. Thiên Chúa nói như thế này: ngay khi ngươi còn trong cung lòng mẹ, ngay khi ngươi nằm trong dạ mẫu thân ngươi, ta đã biết ngươi. Biết của Thiên Chúa là biết, biết sâu, biết đủ mọi cái gọi là sâu thẳm trong cõi lòng người ta. Còn trong khi mà ông Adam, ông ăn nằm với bà Eva thì gọi là cái gì? Tôi biết vợ tôi và sinh ra Cain và Abel. Có nghĩa là đứng về phương diện con người, người nam biết người nữ, họ đi vào một mối tương quan thân thiết như vợ chồng vậy. Vậy mới là biết. Còn biết cô này hát hay ở Đắk Lắk thế thôi, có biết cô ta thích gì, sở thích làm sao, vượt qua những giai đoạn khó khăn như thế nào, phải chiến đấu với cuộc đời thế nào, tính tình ra sao, sống thế nào, ước mơ thế nào, rồi ngày hôm nay cô ta bị cái gì hay được cái gì, có ai biết không? Không, chúng ta không biết người khác đâu. Mà Thánh Agustino nói như thế này: lạy Chúa, xin cho con biết Chúa để con biết con. Chúng ta đâu có, chính bản thân chúng ta đây này, chúng ta còn chưa biết chúng ta cơ mà. Quý mà anh chị em tối nay về xét mình đi. Lạy Chúa, tại sao con dốt vậy, con ngu vậy, con khờ khạo vậy, tại sao con làm cái chuyện đó? Đáng lẽ con không lên, không được làm cái chuyện đó, mà tại sao con làm? Bởi vì mình có biết mình đâu, có biết mình đâu. Vậy thì chúng ta không thể biết người khác trọn vẹn được. Vậy thì đừng dựa vào sơ yếu lý lịch của người khác. Học trường đại học âm nhạc ra, thế là cho nó vào làm trưởng ca đoàn. Rồi học đại học âm nhạc ra, cho mày đi vào đánh đàn nhà thờ. Còn lâu mới đánh được, còn lâu mới hát được như cô này, còn lâu mới đánh đàn được như em kia. Tại sao vậy? Hỏi các sơ thì biết. Đánh đàn nhà thờ, hát nhà thờ không chỉ đúng tông, đúng thôn, rồi đúng trường độ, đúng cao độ. Không, nó còn nhiều thứ nữa. Cả tâm hồn yêu mến đặt trong đó chứ. Chứ đâu có phải là cứ làm giảng viên đại học âm nhạc mà về đây hát ca đoàn hay được đâu, không. Vậy thì chúng ta cái biết nó chỉ gọi là quen biết mà thôi. Hôm nay dân quê của Chúa Giêsu mới quen biết Chúa Giêsu, vậy mà thánh như kiểu phán thánh phán vậy, ông đến đây nó, ông đến thế kia, xét lại chúng ta mà coi, chúng ta cũng y chang như dân quê hương của Chúa Giêsu vậy, nhiều khi chúng ta còn thánh phán hơn nữa. Vậy xin Chúa hôm nay, thứ nhất, chúng ta bị bách hại là chuyện bình thường, và khi ấy chúng ta theo đường lối của Chúa Giêsu vẫn đi làm phép lạ, vẫn thi ân giáng phúc, vẫn cứ triển nở, cứ làm điều tốt.
Mà để làm được điều tốt thì xin Chúa cho chúng ta biết chúng ta, để rồi chúng ta biết Chúa và biết anh chị em của chúng ta, thì chúng ta bớt lên án, bớt chỉ trích hơn. Và xin Thiên Chúa cho các gia đình trẻ để vượt qua những khó khăn trong đời sống của mình, để chúng ta thực hiện những điều đó. Chính trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta tạ ơn Thiên Chúa và chúng ta tiếp tục thánh lễ.